Đất Xanh Miền Bắc đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin 24 giờ được phát trên kênh thông tin Invest TV. Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm trong lúc chờ kết luận của Trung ương. Cùng thông tin giá vật liệu xây dựng tăng và đồng đô la Mỹ tăng mạnh là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Và tôi là Thúy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Dựa vào triển vọng sản xuất tươi sáng và dòng vốn từ nước ngoài ổn định, HSBC lạc quan vào tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 6,7%. Chỉ số PMI sản xuất tháng 6 phục hồi lên mức cao nhất năm 2019 ở 52,5 điểm. Triển vọng của lĩnh vực sản xuất được đánh giá tươi sáng nhờ tăng trưởng đơn hàng mới cao hơn và số việc làm tăng lên. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tiếp tục đổ vào lĩnh vực này, giúp cải thiện năng lực sản xuất trong tương lai. Quý 1, tổng vốn FDI đăng ký mới vào lĩnh vực sản xuất tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó vốn từ Trung Quốc tăng lên 411%. Theo đó, HSBC dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2019 sẽ đạt 6,7%. Thưa quý vị, sáng nay trong hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong lúc chờ Trung ương kết luận về khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố đã gặp người dân xây dựng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư sắp tới trình Hội đồng Nhân dân thông qua. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân cho biết tháng 6 đầu năm 2019, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục giữ ổn định và có xu hướng phát triển. Bí thư Thành ủy đã điểm lại một số kết quả đáng chú ý của thành phố trong 6 tháng đầu năm. Kinh tế tăng trưởng 7,76%, quy mô 611.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% cả nước. Thành phố đã giữ được vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân nói. Cũng theo Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân, thành phố đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, thành phố cũng xảy ra nhiều sự kiện, vẫn còn vấn đề khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong lúc chờ Trung ương kết luận về khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố đã gặp người dân xây dựng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, sắp tới trình Hội đồng Nhân dân thông qua. Số liệu từ phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho thấy, trong quý 2 năm 2019, tính đến ngày 30 tháng 6, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 13.630 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 166.730 tỷ đồng, tăng 9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, thực hiện thủ tục giải thể cho 1.009 doanh nghiệp, 4.737 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 267.293 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 3.207 doanh nghiệp. Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động chính tính đến ngày 30 tháng 6, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, tiếp tục dẫn đầu với 8.882 doanh nghiệp, thấp nhất là khối doanh nghiệp sản xuất phân phối, điện nước, ga, khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, y tế và trợ giúp xã hội, nghệ thuật vui chơi và giải trí chỉ có 367 doanh nghiệp. Đặc biệt, hồ sơ doanh nghiệp đều được đăng ký trực tuyến đạt 100%, mức độ 3 là 70.204 hồ sơ, đạt tỷ lệ 79%, mức độ 4 là 20.999 hồ sơ, đạt tỷ lệ 21%, tổng số hồ sơ được chấp thuận. Trong đó có 1.318 hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng, chiếm tỷ lệ 1,3% trên số lượng hồ sơ giải quyết.
Ghi nhận tại thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay cho thấy, giá các loại sắt, thép, đá, xi măng, gạch ống, gạch lót nền, gạch trang trí đều tăng khá mạnh, dù nhu cầu giảm do tình hình xây dựng chững lại, đặc biệt là các công trình dân dụng lẫn công trình trọng điểm ít được khởi động so với trước đây. Đơn cử, giá thép xây dựng tăng 200-250.000 đồng một tấn tùy nhà máy, như thép cuộn hiện có giá bán lẻ gần 11 triệu đồng một tấn, thép cây phi 14 lên 240.000 đồng một cây, phi 16 giá 280.000 đồng một cây và phi 18 là 320.000 đồng một cây. Hiện thép cuộn loại 6mm, 8mm, 10mm giao động từ 14,5-14,84 triệu đồng một tấn, thép cây 14,5-15 triệu đồng một tấn. Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam Vsa cho biết, ngoài tác động của giá điện khiến giá thép tăng thêm tương ứng khoảng 8%, đồng thời giá quặng sắt giữ ở mức cao nên các doanh nghiệp phải tăng giá bán thép thành phẩm. Dự báo trong vòng 1 đến 2 tháng tới, Nam Bộ bước vào mùa mưa nên sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục giảm, gây thêm áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép xây dựng. Không những vậy, sự cạnh tranh trong nước sẽ càng gia tăng do các đơn vị mới sắp đưa vào hoạt động như thép Hòa Phát, Dung Quất, thép Tung Hô, thép Nghi Sơn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,79 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thì sản lượng khai thác đạt 1,88 triệu tấn, tăng 5,4%, sản lượng nuôi trồng 1,92 triệu tấn, tăng 7,0%. Thành quả đạt được là nhờ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa hàng loạt giải pháp như các quy định mới trong nuôi trồng thủy sản, quy định điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, hướng dẫn, kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, 6 tháng cuối năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang EU có thể khả quan hơn sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Thị trường Mỹ và Nhật Bản có tăng trưởng tốt hơn, nhất là với mặt hàng tôm. Dự báo xuất khẩu thủy sản 6 tháng cuối năm sẽ hồi phục với mức tăng trưởng khoảng 5%, đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng xuất khẩu năm 2019 lên khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm 2018. Đồng thời, ngành thủy sản tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại để mở rộng thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá về các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại một số quốc gia, phấn đấu sớm gỡ thẻ vàng của EU đối với thủy sản. Thưa quý vị, phát biểu trong một sự kiện mới đây, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã cho rằng thị trường bất động sản đang đối mặt với khó khăn và có thể kéo dài đến hết năm nay. Theo ông Nam, từ năm ngoái, những cảnh báo đối với thị trường bất động sản đã được đưa ra khi mà dòng tiền vào bất động sản giảm đáng kể. Cuối năm 2018 đến nay, cấp độ tăng trưởng tín dụng vào thị trường là âm, dư nợ tuyệt đối của bất động sản đã giảm. Thêm vào đó, mới đây dự thảo sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước là sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay trung hạn, kiểm soát chặt chẽ khoản vay tiêu dùng vào bất động sản có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên. Điều này có nghĩa là dòng tiền vào bất động sản bị kiểm soát ngày càng chặt chẽ từ tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, khó khăn của thị trường bất động sản còn xuất phát từ việc kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật về đất đai. Về quy hoạch diễn ra hầu hết ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và chưa có kết luận. Lan rộng ra các tỉnh thành khác như Phú Quốc, Cần Thơ, An Giang khiến thị trường bất động sản các khu vực này cũng chậm hơn so với trước. Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam lại cho rằng thị trường bất động sản đang rơi vào giai đoạn khó khăn rõ nét khi mà nguồn cung mở bán liên tục sụt giảm. Tuy nhiên, bà khẳng định việc khan hiếm nguồn cung có thể chỉ nhất thời, không phải hiện tượng kéo dài của thị trường bất động sản. Sáng nay ngày 8 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng đô la Mỹ tăng mạnh 12 đồng so với mức công bố cuối tuần qua. Các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tăng mạnh giá trao đổi đô la Mỹ so với phiên trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng và đô la Mỹ được áp dụng trong ngày 8 tháng 7 ở mức 23.073 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với mức công bố hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.381 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá trần là 23.765 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ. Cũng trong sáng nay, giá mua bán đồng đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng mạnh giá mua bán đô la Mỹ.
Cụ thể, lúc 9:15 tại Vietcombank, niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.180 đến 23.300 đồng trên 1 đô la Mỹ, niêm yết ngang giá so với mức niêm yết sáng qua. Tại BIDV, niêm yết giá mua bán đồng đô la Mỹ ở mức 23.210 đồng đến 23.310 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng so với mức niêm yết trước. Tại Techcombank, cùng thời điểm trên, niêm yết giá mua bán đồng đô la Mỹ ở mức 23.180 đến 23.300 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên 1 đô la chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với phiên trước. Tại Vietinbank, cùng thời điểm niêm yết giá mua bán đồng đô la Mỹ ở mức 23.189 đến 23.309 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 13 đồng trên 1 đô la chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết trước. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như sự đồng hành của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Đất Xanh Miền Bắc. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Hẹn gặp lại quý vị vào điểm tin 24 giờ ngày mai.